Cháu ngồi ngang, ngồi người ta bản đậm vậy đó. Nhiều nha. Thương chú á. Thương chú cả nhà. Dạ. Thương chú quá với Út nè chú ba. Hương xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà. Chào cả nhà. Mặc áo đẹp dữ ta. Thì buổi sáng hôm nay nhóm Hương Cù Lao lên nhà Bắc Năm và mượn chòi của Hương Mạ Non để quay clip nha cả nhà. Thì bữa nay nhóm cũng có một cái niềm vui, thì cũng muốn quay clip về chia sẻ với cô chú anh chị. Thì niềm vui đó là gì thì cô chú anh chị mình nán lại xem đoạn sau ha. Thì sáng nay Út Liễu giới thiệu đi. Sáng nay nhóm cũng có chuẩn bị được 3 kg giò heo. Cái này là phanh giò không nha cả nhà, chứ không có bắp nha. Với ít bánh lọt mặn. Bữa nay mình sẽ nấu cái món bánh canh mặn giò heo để quay clip cho cả nhà xem và cũng chia sẻ niềm vui với cả nhà luôn. Nhóm cũng rất là vui vì lúc này nhóm nhận được nhiều niềm vui hoài à. Anh Mập có vui không? Vui. Vui. Bữa nay thì không có mẹ của Hương, tại vì mẹ Hương quay cho Tiêu Tèo rồi cả nhà, cho nên là anh em bữa nay đi lên đây quay với Bắc Năm nữa. Bữa nay vắng bà xui rồi. Bữa nay vú mắt đi quay Tư Tèo Tèo rồi. Tôi nghe Bắc Năm nói thôi bữa nay không có bà xui tôi gọi ơn tôi. Không có vui không? Vui, cái này quá vui. Niềm vui mà không diễn tả nổi trong cái này. Mình nấu bánh canh giò heo thì gia đình cũng có chuẩn bị ít cà rốt, củ cải trắng, hành, ngò gí, được cái củ sắn nè. Mình trụng mình rửa sạch để giá rồi hồi mình sẽ để vừa mình nấu súp rồi mình mới thả vô. Heo này thì cũng heo tơi thôi chứ không có bự quá. Mình trụng gì nè, mình đem lên mình rửa lại nữa cả nhà để giá rồi mình phải bắt nước sôi nóng. Mình trụng cho nó săn lại, cái bánh giò heo nó săn lại thì ngon quá ha. Mình nấu cho nó thật là mềm luôn, mình nấu thật là mềm mình ăn cho nó dễ. Mềm đi cho Bắc Năm với Dượng Út rồi cũng dễ. Út thích không? Thích. Để giật cái vừa gớt xuống ta chọc luôn. Quay giật cái đầu gớt xuống thì tay thò chụp luôn. Thôi anh Mập lại chụp đi. Nói cho đứng xích ra Mập ơi. Vừa đó tay kìa. Bẻ bằng cái cây cu liêm cả nhà. Giật nó hơi khó. Biết giật mới được chứ không biết giật là bẻ không được. Mình phải cho cái lưỡi cu liêm nó vô trong cái màu á. Rồi mình gịch nó xuống nó mới xích cái màu được. Rồi đứng xích ra những Út ơi. Có nghe 4 trái đi. Mình nấu nước súp cả nhà. Mấy người mà chuyên nghiệp phải à, đứng tại góc gì nè. Giật lên luôn, giật cái gớt rồi né, giật cái gớt rồi né. Mấy người mà giật vừa cái bẻ vừa mướn thấy không? Đi gọn gì hả cưng? Mà người ta xài bằng lưỡi hái, như nguyên cái quầy nghe chăn chèo đó ha. Ta đút vô cái lưỡi hái, ta giật cái một là rớt nguyên quầy luôn. Mấy người người ta bẻ chuyên nghiệp, ta bẻ hay đó. Giật cái là rớt nguyên buồn. Ôi mà chưa chắc ngon chịu ơi. Ở đây kiểu kiểu cũng mình sắc cà rốt làm bông. Để hồi mình nhảy vô cái nồi súp cả nhà. Mình để bông nhưng mà mình sắc dày nha cả nhà, chứ không phải mình sắc mỏng. Nó vừa đẹp, nó vừa ăn bổ dưỡng, vừa miếng ăn luôn. Bên đây là củ sắn, mình cũng sắc dày, cũng làm bông giống như để Cù Lao ha. Mình sắc dày. Thay vì ở nhà mình hầm ăn thì mình chẻ cục vuông là được rồi. Mình tỉa hoa cho nó đẹp luôn. Mình hầm với đây là cái bát mạch hồi nãy mình cũng trộn rồi mình rửa ráo rồi nè, mình cho hết vô luôn. Rồi, ăn vô ha, trộn cái nước này. nó củ sắn mà mình cho vô luôn, lấy nước ngọt. Củ sắn thì mình nấu tới chừng nào nó cũng không có nát ở trên á, mình nấu tiếp. Nấu nó càng dẻo. Mình lấy cái nước ngọt. Đó cũng cho bột tốt mà. Đây là đậu lọc này giống bữa hổm. Còn cái phần cay là mình đừng biết rồi. Nước dầu ăn này nó có 2 lọ nha. Nó lọ này nó đủ lít nè, loại 880, loại hạt, ngọt, loại ngon, nó hạt to to, nó không có nhuyễn. Vida cái này Vida, Ajinomoto. Cái loại này nhuyễn hơn chứ? Không, loại này nó to vừa, nhuyễn nó không ngon gì hết rồi. Cái máy mình đúng. Nó bị hương quay rồi. Nó bị hương quay hả? Ủa cái quay đó mình bụng bút cho đây, còn quay kia để ngồi cho ta cắt. Mình vô đây mình nghĩ là có cái dư luôn. Dạ ba kẻ xẹo đó, tiêu cháu Cường á. Tiêu cháu Cường đặt vô, thế cháu Cường vô cháu Cường nha. À, để đồ dĩa vỡ ở dưới, để đồ dĩa vỡ thì để ở trên, để gì cũng được, mà nó không phải để xuôi, vậy mà đồ không có dư, dư cũng cho. Thấy mặt không? Hồi xưa cái mặt quá có đường cái trời ơi nóc được đấy. Dạ ha, không lại cũng nóng già là bán hộp mua đường. Tại lấy mà ví dụ nửa cái bọc cũng phải có chúng ta là 1.000. Nước tương này ngon. Bên nhà mẹ chồng chị thấy cũng mua lọ này ăn nè. Muốn hoài của ổng nó có tư lẫn xài nó vừa ăn. Ủa? Tao đi thấy, ủa? Đi được chủ. Đi ra yêu lắm luôn á. Bố mình bột ngọt ở sau đây có 2 bịch đường. Như vậy cho mắm hay như vậy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ đường điện thoại mình đem ra xe chú con đi đem ra đặt con đi. Dạ. Chú vui thiên minh mẹ mạnh nha. Ai giữ? Cô có lại đứng cho Măng ơi. Ủa ai chở chú? Xe cho mình xe đi về đưa mấy người ngồi trở lại. Dạ dạ nhiều đi chú ngồi chơi á. Dạ. Em về đi nha. Đấy còn thằng coi cho chú Sơn. Chú Sơn rồi. Chú đang mang để con lấy chặt lên cho chú chai dầu nha. Cho chú chai dầu vậy. Cảm ơn anh nha. Gì vậy? Chấm cây gậy gì nè mà đi vô vườn á là đi còn hơn mình nữa. Cô đi mau hơn mình á. Đẹp lão mà có cặp mắt là không thấy uổng ha. Không thấy được chứ chú đẹp trai lắm luôn. Bị hồi nhỏ tới lớn hay gì? Mới hồi 2009 nè. Hạnh nó mắm hạnh quặng khóc chìm cái đó. Rồi bị sao? Khóc bị cùn đá cùn nước lên mổ xong con ở Điện Bàn bố á. Đi tốt luôn. Đây. Đây. Gửi tặng bác cho giàu vậy. Cảm ơn nha. Chúc khỏe mạnh nha, nhiều nhiều nha. Rồi để con nhắn cho. Kêu chú được rồi. Ừ, trời ơi, cảm ơn của anh nhiều ha. Cậu của anh khỏe cho con ăn nhiều nha. Hồi lúc ba con còn sống là chở cô bác con để cô đi đúng không? Dạ con thấy ra lắm đó. Dạ con đúng đó. Dạ hả là cũng là cái với đó hả? Con là cái Út còn đây là chị ba con, có hai chị em đó. Cái ba con cái Út. Tụi ba tên là đúng đó. Vậy á. Tụi giận. Mẹ giấu. Rồi bà vậy rồi ngày nào con cũng thấy bà đi bán rồi nó xuống gì đó không đi bán gà hoài đi bẻ cho bà không người ta đem xuống ừ 3 giờ rưỡi á ngồi đó đó người ta đem lại ừ tưởng bà đi bẻ chứ đâu bà nói tôi chết sống với hồn nha nè cháu ngồi ngang ngồi người ta bắn đầm vậy đó ngồi ngang sợ ôm không được không vợ con đi luôn đó này ừ rồi chị Cúc đi luôn anh nãy biết đó thả lên dạng lấy thảo nha. Ơi cô ba nhiều á, cậu chúc cô khỏe đó. Vốt nha. Đó, nhiều nha. Dạ. Rồi về nha, vậy chú. Cảm ơn chú nhiều nha. Khỏe luôn. Thương chú quá. Thương chú mà cả nhà. Dạ. Thương chú quá với Út nè chú ba. Dạ nha. Dạ. Chú con này ăn. Rồi chú người ta thả xuống đó ngồi. Dạ, chứ phải con gái là không con cái vậy là ngồi đó nha. Có đâu. Chặt vừa chơi chứ chặt đi Dương Út chị để cái này vô giờ giò heo cũng mềm mà Hương thấy cho cà rốt chưa mình cho củ cải trắng luôn cho nấm gom luôn quá tại vì mấy cái loại này nó cũng mang chín lắm thì Dương Út chặt vừa để vô cho chị chặt đi chị đổ ngon ngon không cái bà nhặt đau như thế nào mới hết ảnh nó bị bông như là nó cái gan ảnh luôn à. Điều này chắc ngọt lắm vậy Út. Nó tính gáo luôn nè. Ồ. Vậy chứ? Hai kg một cân một kg. Hồi nãy phải dừng để lại chứ. Cái dừa nó lạo cứng quá. Mình phun nó lại. Sao trái hả? Để tôi chơi. Sao trái? Nó không hề gì nữa quá. Đấy, hết rồi đó. Cho nó ngọt. Cái gì vậy? Nói ta nghe, nói nghe. Rồi, đi bữa cho gà luôn đó. Để cầm lên đó. Cầm tao lên chứ. Chị Hương cũng trụng rồi nè, giờ mình cho phần hành lá này vô hết luôn. Mình hành này thì mình trụng cho nó xèo xuống là mình ăn được đó nha. Hành có người ta ăn sống nữa. Mấy cái miệt trên đó, để mì á, mì đó, bánh mì ăn. Người ta để nguyên cái cọng hành gốc á, vô cũng ngon lắm. Nạp ơi, để hành tiêu tỏi ớt gì ra nè, anh để cái này. Để xuống đây em để. Ừ, nóng. Sau cái này mình bưng lại người bạn nhưng mình hả để luôn. Cũng được luôn. Thôi cái bưng hẳn. Tô mình cho 2 phân đi. Quá trời. Tại vì chị Hương mua nhiều lắm. Mềm không, mềm không? Mềm. Mềm. Hết không? Hết không? Hết. Giờ heo nó cũng thích hay sao? Nó mềm mà. Hay nó cũng thì thích thì giờ heo đó. Mềm đó cơn thích à. Mềm rồi à. Hành nhìn thấy ngon. Nóng ghê rồi. Mình ăn cái này mình trụng cho thiệt là nóng nó mới ngon nha cả nhà. Cái này không nó dễ ăn hủ tiếu. Cái này cục hơi nhỏ cho 3 cục. Rồi nó hăng hú không? Không, nó nhỏ. Có nhiều topping. Nè, còn này không? Cái này chưa trụng nữa. Mình chừa mấy cái cục thịt sườn này lại nè. Cho Hoàng Nam chứ Hoàng Phúc. Nó không ăn da heo. Nó không ăn da heo. Cái này người ta ra nhà được cái dàn móng rồi ha. Dụm rồi ha. Giống ra đi thôi. Cho giá này. Nó sẽ dụm ra nè cả nhà. Quay cái kiểu này rồi ăn tô rồi bán bao nhiêu. Này rẻ rồi mẹ ơi. 30 có lòi không Hương? Chắc 30 rồi bán dùm. 30 là không lòi rồi đó. Bán dùm. Ăn nhiều đi cho mau lớn. Nam mà nhỏ mau lớn làm bác sĩ chiều dừa. Hạnh Phúc thì bác sĩ xịt xài. Dạ mình ba làm chuyện gì con làm chuyện đấy. Dạ. Để miếng tiêu. Ăn thiếu rồi. Con nước cái làm như nó ngon hơn. Nó bắt lên. Gà ở nào mà nói nó không đẻ được nó lại. Qua đeo sớm. Phần quá trời. Thì gia đình cũng làm xong cái bữa bánh lọt mặn cho heo cả nhà. Mà cả nhà ăn chung với gia đình Hương Cù Lao nha. Hương mời cả nhà mình ăn bánh lọt, bánh canh. Có người thì ta kêu bánh canh, có người ta kêu bánh lọt. Ở quê mình thì này gọi là bánh lọt. Sáng mà mình lại chỗ bán điểm tâm sáng á, thì mình nói mình mua tô bánh lọt thì cô đó sẽ bán cho mình gì. Có chỗ thì người ta gọi là bánh canh mặn. Rồi mời cả nhà luôn nha. Thì trước khi bữa ăn thì Hương cũng thay mặt bà con ở xóm, ở quê của Hương cảm ơn anh chị rất là nhiều đã hỗ trợ cho bà con mỗi người được phần quà. Thì cũng như nhóm và gia đình cũng gửi lời cảm ơn anh với chị. Chúc cả nhà mình thật nhiều sức khỏe nha. Chúc anh chị cũng thật nhiều sức khỏe luôn. Thì mời cả nhà mình ăn bánh canh luôn. Rồi mời cả nhà ăn bánh canh nha. Mời cả nhà ăn bánh canh giò heo. Nó cười lần trước cái chú mà ổng mang kiến đó, ổng lợi chị nói ông là đẹp trai hả? Ổng giống đại gia quá mà đi xin gì ta. Rốt cuộc hồi mới biết là ổng không thấy đường. Không thấy đường. Mà cả nhà ăn bánh canh. Ông Nguyên thì đưa em đi học rồi. Bây giờ nó làm sao? Cái chương trước á, em không biết chú ấy, mình không biết. Thế em bị vô lúc ở trong đầu giường giống ấy á. Bây giờ em cho cô bác chồng. Chú lấy cái cây chú khỏ mà đi từ khoảng cỡ từ lộ á, vô lúc này luôn nha, đi kiếm em á. Vậy hả? Ổng nghe nói ha. Ổng nghe nói mà ổng cỏ cây gì nè mà cái đường đi chỉ có ba cái bờ lớn thôi, là hai bên mé là mương không nha. Mà chú ấy khỏ làm sao mà đi thẳng. Hay gì á. Người ta nói có tài á. Dạ. Dạ. Rồi cái nó vô mới kiếm gặp. Mới đầu ảnh còn thấy mờ giờ anh hết. Dạ. Đợt đó thì cũng có phần chú đó cũng có phần, nhưng mà Út Liễu với Cường là không biết nhà ở đâu. Không biết. Mang hết thể là 5-6 phần quà luôn, chở lên tới nhà luôn rồi đi kiếm từ nhà đem vô cho cái cũng có hỏi thăm cái tưởng sao chú lằn đường chú vô tới nơi luôn. Chú đó là mất cái sức lao động luôn rồi. Nó ở đây, con của ông Tiến Lộng. Dạ, ở xóm nhà của mẹ vợ. Mẹ vợ của anh Tư Tèo á, ở xóm đấy. Ở nhà của ông Rao á. Ảnh gì đó hết. Ảnh gì lao hoài vậy? Mới tới kiệm. Mình đi phát thiếu cho bà con đó. Nhiều người cái hoàn cảnh khó khăn đó, rồi mình cho một phần quà, một phiếu riêng, người nào người ấy mừng dữ lắm mỗi năm. Mừng mà người ta vui nha, cũng như thấy tội nghiệp luôn. Mình dơ mình cho rồi làm như cái trong lòng mình nó nhẹ nhõm gì đâu, làm như là thấy người ta vậy rồi mình được mình giúp đỡ được một phần nào, thấy làm như trong lòng mình nó nhẹ ấy. Mình đi chèo vô chèo phát phiếu phải không? Mới có bước ra nghe nói chuyện với đứa con á, trời ơi mình mừng quá trời, vừa hết gạo người ta nói cũng có nhiều cô chú lợi trễ sợ hết, nên là nhiều khi chưa tới giờ lỡ trước hơn tiếng đồng hồ ngồi đợi. Thấy tội nghiệp chứ người ta không có hiểu như mình quay như vậy. Dạ. Tao mày đổi sao anh? Dạ. Tao luôn tao. Tao mình đổi. Mày có gần làm nó ngon. Mềm mà ba. Mềm. Bữa nay nấu mềm. Con ăn này là con có sữa lắm đó. Ăn món heo là có sữa. Thường ta nói là có ăn móng thì cho có sữa con bú đó. Mình phát em được cho bà con ở sớm rồi mà gặp khó khăn nữa, cái như là tâm trạng của mình nó vui, nó mừng lắm. Nó vui. Rồi mà phát được vậy cái mình nhẹ. Có hai vợ chồng chị kia nói là sáng dịnh hơn ngủ không được, mừng lắm không? Sáng lợi có gạo có gia vị rồi ngủ không được luôn. Cái hoàn cảnh á, người ta khá giả, người ta dư ăn á, thì đó người ta thì không có gì, nhưng mà cái hoàn cảnh gặp cái hoàn cảnh nó khó khăn á, cũng như là làm mướn mà, nhưng mà tháng mưa này nhiều khi làm ngày làm nghỉ, rồi nhiều khi làm ngày nghỉ cả tuần lễ cũng chừng, đâu có ai mướn đâu mà, nhưng mà mình giúp được 10 kg gạo rồi nhiêu dầu ăn người ta thấy đường mà người ta mừng. Không biết không, bà hổm gặp bác Năm cái chào chị Năm Cường mới cho phiếu gạo em nè. Em mừng quá. Dạ, như cái cô mà Cường ẵm lên xe đó cả nhà. Và cô đó là dám cho 2 lần rồi. Cô thì ngồi chợ giống như mua gánh bán bưng. Sáng á, sau em trở lại rồi ảnh cô để xuống cái chỗ ngồi đó. Rồi bạn hàng người ta đem rau cải bầu bí về lại, cô cân những thứ ít bán thì một ngày đó lời mình thí dụ lời 100.000 đi cả nhà. Ở trong khi đó là mua gạo nè, rồi đi xe ôm về, rồi lại đây mà được anh chị hỗ trợ là nhóm phát quà cho những cô đó. Ví dụ giờ về nhà mà nhà hết gạo ăn thì ví dụ mình mua 1 kg 15.000 đi, hết nước hết dầu ăn mình mua chai 30 mấy ngàn 40 ngàn, 2 lần ký đường cái muốn hết ngày bán của cô rồi. Ví dụ rồi mình được nhận một phần quà như vậy là cô dùng cũng gần cả tháng đó cả nhà. Bị sống của mình là sống của mình đẹp. Đi hỏi rồi cô về vậy rồi sao cô nấu cơm, cô không gắn bò để nấu. bà bán không không có được lợn 100.000 đâu, tại vì hai ba lợn con nhút, mình ví dụ quá, hai ba bọc đậu bắp, hai ba bọc đậu gồng và trái mướp gì đó hả, ví dụ mình ví dụ á, một ngày bà lời cho cỡ 50.000, 50.000 là cao. Cái anh gì mà rồi mình phát quà ở bên nhà chèo đó, mà cái anh gì mà hai vợ chồng lên mà chạy mấy chục cây số mới lên đây lặn nhận một phần quà đó, chỉ lùng chạy từ mấy chục cây số luôn á, cả nhà 40 cây, giao Phú Lộc gì 40 cây số, trên 40, đó gần bánh bả, gần Bạc Liêu rồi, Phú Lộc mà hay á, hay trên đi cho rồi chạy xe từ dưới lên. Hai chồng cũng khổ rồi đi mua trái cây bán, từ đến đây bà chồng con thấy tội nghiệp rồi, bà chồng con mua giùm này kia cho bán gì đó, rồi cái bà chồng con nghe nói tụi con lót gạo giùm Mạnh Thường Quân đó, bà chồng con nhắn cho hay mày có xin không, có xin lên nhận mà hơn 40 cây số mà hai chồng đi ra ngoài 3 giờ. Bà dưới chạy lên luôn. Dạ. Mà có một phần quà mà cho để xe nhà đổ 50.000 xăng, chắc cả 50.000 dưới, tại bữa đó chị bệnh chị không có được 50.000 xăng. Nó nói nhiều khi một ngày buôn bán với là chỉ được 100.000, bây giờ mình bỏ công mình chạy lên chút phần quà cũng gần 300.000 rồi, đó cũng được 2-3 ngày. Chỉ bệnh nãy mình nghe mà anh Mập kể vụ cho gạo bữa không, cái chú kia cũng lết rồi, lết không chứ không có đi, cũng như là cái phiếu của anh đó anh có, nhưng mà anh có tạp ảnh lết mà, nhưng mà cái chị kia thì lại chị không có phiếu, chị nghe điện lại thôi, rồi cái anh này á, anh mới nhường cái phiếu cho chị này rồi anh đi lết về, mà con đó lúc đó con không có hay, mình không hay, rồi sau này á tới mà phát rồi sao con không thấy ảnh, rồi hỏi cái chú gần đó đó là nó là cái chị kia lại không có cái phiếu, rồi ảnh nó hồi ảnh ngừng cái phiếu đó rồi tự ông lết về, vậy là ổng thấy cái chị này con khổ hơn ổng, cái chị kia là khổ là thôi chơi cô khổ, tôi cho cổ phiếu này thấy rồi, cái đó là cũng là cái tấm lòng đó, đúng tấm lòng đó. Nhưng mà anh không biết nha, tới phát gần rồi hồn lúc lên là thấy anh ngồi ngoài ghế á, rồi sao tới phát rồi sao mà không thấy ảnh, rồi mới hỏi cái chú nó sao không thấy ảnh, chú cũng gần đó đó, nó là cái chị kia lại rồi mà chị kia không có phiếu, rồi ảnh thấy rồi ảnh thôi vậy thôi, ảnh giơ cái phiếu anh nhường lại. Vậy là lần sau này nếu mà nhóm mình có phát hành thì ảnh là lãnh nha, đừng nhường ai nữa.